Để tiếp tục chương trình văn nghệ tối ngày hôm nay thì một chút gì đó có thể nói là các chú các bác học trong trường Nguyễn Trãi văn võ song toàn. Thì sau đây xin mời các chú các bác cùng theo dõi một tiết mục đặc sắc, đó là đấu võ. Đấu võ như thế nào thì xin quý vị cùng Lê Bách cũng như là tất cả các thế hệ Nguyễn Trãi theo dõi màn đấu võ mà hỏi hoài con, đó là đây là một con trai của bác Lu Nguyễn Trãi II, hỏi hoài không biết đấu võ kiểu cách như thế nào. Và chị thấy rằng có một cặp nhị khúc ở trên bàn, thì hy vọng đây là một pha đấu nhị khúc do em tên là Kim Bùi, là con trai của Nguyễn Trãi II, Bùi Văn Lu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Các bác biết không, Lê Bách cũng muốn cởi cái áo ra giống vậy, nhưng mà cởi ra xong chắc các bác ăn không ngon nữa, cho nên thôi. Để tiếp tục chương trình thì cháu xin mời, đây là một phải nói là cũng là con của bác luôn Nguyễn Trãi II. Như quý vị đã biết rằng, quý vị để ý rằng từ nãy giờ có hai cái máy camera túc trực, một thì ở trên sân khấu, hai thì lúc nào cũng đi vòng vòng trên các bàn của quý vị. Và đó là sự phối hợp của Khánh Bùi, cũng là một anh của Kim Bùi, cũng là con trai của Nguyễn Trãi II, Bùi Văn Lu. Và bây giờ Khánh xin được trình bày đến quý vị một nhạc phẩm. Nhạc phẩm mang tựa đề Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để welcome Khánh Bùi. Tôi Khánh xin kính chào tất cả các chú bác và các anh chị em có mặt ngày hôm nay. Và sau đây để giúp vui thì Lê Khánh sẽ hát một bài hát để mà nếu như mà hát dở quá đó, thì quên lời, hay là như anh hồi nãy mà tông cao quá thì xin tất cả các chú bác tha thứ cho. Cười
con giờ đây xa vắng. Em ơi Sài Gòn, em ơi Sài Gòn, vẫn mãi trong tôi. Trình bày qua Khánh Bùi, con của chú Bùi Văn Luân, Nguyễn Trãi 2.